vị đang đến với chuyện showbiz của Sài Gòn TV Entertainment. Hôm nay rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình giải trí ngày thứ ba hôm nay sau một kỳ nghỉ lễ dài ngày. Và ngay bây giờ thì Hồng Nhi xin mời quý vị cùng điểm qua một vài thông tin mới nhất và hấp dẫn nhất về các nghệ sĩ trong nước và quốc tế. Nghi vấn Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu chụp ảnh cưới. Orange công khai tin nhắn gả tình từ một đạo diễn. Trổ tin Karik hẹn hò với Miu Lê. Ngắm nghía bộ sưu tập túi hiệu của Cổ Lực Na Trắc. Travis Beckham đón sinh nhật lần thứ 46 với gương mặt khác lạ. Chuyện showbiz ngày thứ ba hôm nay xin được mở đầu bằng một thông tin rất hot về cặp đôi Lệ Quyên Lâm Bảo Châu. Như quý vị cũng đã biết, thời gian vừa qua, Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu rất thoải mái thể hiện tình cảm dành cho nhau. Cả hai luôn xuất hiện cùng nhau như hình với bóng. Và mới đây nhất thì một tấm ảnh cả hai diện đồ truyền thống tại Huế đang nhận được sự chú ý từ cộng đồng mạng. Có rất nhiều ý kiến cho rằng Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu đang đi chụp ảnh cưới. Người make up đã theo chân Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu tại Huế và chia sẻ bức ảnh cặp đôi diện trang phục áo dài truyền thống. Nhìn vào cách thiết kế áo dài, rất nhiều khán giả phải trầm trồ vì quá đẹp. Bức ảnh ngay lập tức đã khiến cho nhiều người đặt câu hỏi liệu có phải Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu đang sắp thông báo tin vui tới khán giả. Thế nhưng có fan lại khẳng định Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu đang thực hiện bộ ảnh cho một dự án chung mà thôi. Hiện tại cặp đôi Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu vẫn chưa hề lên tiếng về câu chuyện trên và bức ảnh hiện tại vẫn đang là đề tài bàn tán của nhiều người. Trên trang cá nhân, Orange mới đây công khai tin nhắn gả tình từ một người đàn ông tự xưng là đạo diễn. Theo đó, thì vị đạo diễn này đang sản xuất một bộ phim điện ảnh học đường chiếu rạp, ngỏ ý mời nữ ca sĩ casting. Trước lời chào mời mở đầu, Orange đã không ngần ngại tạt gáo nước lạnh vào mặt đối phương. Sáng hôm qua, cô nàng Orange đã đăng tải đoạn tin nhắn bị một đạo diễn mời đi đóng phim và xin số tài khoản để chuyển tiền. Tuy nhiên, để có được vai diễn này, Orange phải ăn tối với đạo diễn này một đêm. Những tưởng điều này sẽ nhiều ảnh hưởng đến tâm lý của nữ ca sĩ Aye, cô lại có phản ứng cực lầy và hài hước khi xin đóng vai xác chết. Thái độ của giọng ca nhìn vậy mà không phải vậy khiến nàng đạo diễn đã ngỏ lời mời gọi cũng đành im lặng. Không dừng lại đó, nữ ca sĩ còn hài hước chỉ trích nàng đạo diễn vì xin tin nhắn của mình nhưng không hồi đáp. Orange, tên thật là Khương Hoàng Mỹ, cô sinh năm 1997, được biết đến qua cuộc thi âm nhạc X Factor 2014 với giọng hát nội lực. Tuy nhiên, tên tuổi của Orange chỉ thực sự phất lên khi cho ra mắt ca khúc Người Lạ Ơi vào năm 2018, cùng năm đoạt giải nghệ sĩ châu Á mới xuất sắc của giải Mama. Năm 2019, Orange được vinh danh siêu sao mới châu Á của Hong Kong Asian Pop Music Festival. Thời gian qua, giọng ca này gây chú ý khi vướng lùm xùm kiện tụng với công ty cho đăng khoa. Cô sốc khi ông bầu họ Châu đòi bồi thường 15,5 tỷ đồng sau những việc đấu tố xuất phát từ khúc mắc công việc. Khi vụ tranh chấp tài sản của doanh nhân Nguyễn Đức An và cựu mẫu Ngọc Thúy nóng trở lại, chiều hôm qua, Phan Như Thảo cũng có lời lẽ gay gắt gửi vợ cũ của chồng. Chân dài họ Phan cho biết, suốt thời gian qua, Ngọc Thúy liên tục xúc phạm, nhục mạ gia đình cô, dù cô từng lên tiếng cảnh cáo, nhưng cựu mẫu vẫn không dừng lại. Theo Phan Như Thảo tiết lộ, dù Ngọc Thúy đã có gia đình mới nhưng vẫn ghen ngược, thậm chí yêu cầu cô công khai giấy đăng ký kết hôn. Bà xã Đức An khẳng định Ngọc Thúy không có tư cách làm điều này. Chị ghen ngược với tôi không được rồi, chị trù ẻo con tôi, chị cũng có ba đứa con đấy. Tôi mập nhưng tôi biết lao động để nuôi con tôi sẵn sàng nhịn ăn cho con tôi ăn mặc sung sướng. Chứ tôi không như chị, giật miếng ăn của con để phục vụ bản thân và ... Phan Như Thảo gay gắt. Không những thế, Phan Như Thảo còn tiết lộ Ngọc Thúy cố tình phá hoại thanh danh của đồng nghiệp khi tung tin thủy thấp quyến rũ đại gia Đức An. Đồng thời, Phan Như Thảo tố Ngọc Thúy có thói quen ăn cướp, dọa kiện lên báo vu khống người khác. Tuy nhiên, chiêu trò này không qua được mắt chân dài họ Phan bởi cô nắm trong tay đầy đủ bằng chứng. Muốn người ta không chửi mình hoặc kiện được đứa chửi mình thì bản thân chị phải sống đúng mực đã chị nhé. Còn sống như chị thì càng kiện nhiều thiên hạ càng cười cái loại ăn vạ thôi. Tôi cảnh cáo chị và nhắc lại một lần nữa rằng anh An hiện tại là chồng tôi không phải chồng chị. Nên ảnh quyến rũ đứa nào tôi chưa lên tiếng không đến lượt chị lên tiếng, hiểu chưa? Phan Như Thảo cứng rắn tuyên bố. Được biết từ khi chung nhà với đại gia Nguyễn Đức An vào năm 2015, Phan Như Thảo liên tục chịu sự công kích từ phía Ngọc Thúy, vợ cũ của chồng mình. Không phải dạng vừa, cô nàng cũng có nhiều hành động đáp trả cực gắt với đối phương. Hiện cựu mẫu Ngọc Thúy chưa có bất kỳ phát ngôn nào về việc vợ chồng Phan Như Thảo Đức An liên tục nhắc tới mình trong những chia sẻ gần đây. Trước chỉ
chỉ đạo mới về phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Hồ Chí Minh, Trạng Tí của Ngô Thanh Vân, Lật Mặt Năm của Lý Hải, Thiên Thần Hồ Mệnh của Victor Vũ phải ngưng chiếu khi rạp đóng cửa từ 18 giờ ngày hôm qua, tức là ngày 3 tháng 5 năm 2021. Nhiều khán giả cho rằng những bộ phim này có lẽ sẽ phải đối mặt với nguy cơ phá sản. Đạo diễn Victor Vũ chia sẻ, đây là điều không nhà sản xuất phim nào mong muốn, nhưng chúng tôi ưu tiên sức khỏe cộng đồng và công tác chống dịch. Tôi hy vọng sau khi rạp mở lại, khán giả tiếp tục ủng hộ phim Việt. Hiện Thiên Thần Hồ Mệnh đứng đầu cuộc đua phòng vé dịp nghỉ lễ với gần 34 tỷ đồng sau 4 ngày ra rạp. Tác phẩm của Victor Vũ và Lật Mặt Năm của Lý Hải duy trì lịch chiếu ở một số tỉnh thành. Lật Mặt Năm đạt 152 tỷ đồng sau 2 tuần ra mắt, là phần có doanh thu cao nhất trong series phim của Lý Hải. Phim Trạng Tí vừa ra rạp được 3 ngày đã ngừng chiếu, Ngô Thanh Vân, nhà sản xuất của phim nói. 3 ngày qua vô cùng có ý nghĩa đối với tôi và ekip. Nhìn thấy các bé hồ hởi ra rạp, cười nói cùng nhân vật trong phim là điều vô cùng hạnh phúc. Tuy nhiên, một lần nữa dịch bệnh lại có nguy cơ bùng phát. Tôi đành ngậm ngùi xếp lại niềm hạnh phúc ấy vì sức khỏe cộng đồng là trên hết. Minh Hằng, nhà sản xuất phim Bảy Ngọt Ngào cũng hủy sự kiện ra mắt phim tối 5 tháng 5 sắp tới và cân nhắc dời lịch ra rạp dự kiến ngày 14 tháng 5. Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm hiện tại, tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, khiến cho nhiều hoạt động, công việc của người dân tiếp tục bị đình trệ. Ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh vừa có một bài viết chia sẻ về sự tiếc nuối khi phải tạm hoãn lễ cưới tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 7 tháng 5 tới đây. Cụ thể, trên trang Facebook cá nhân, nam ca sĩ chia sẻ, được biết qua các phương tiện truyền thông, mặc dù nhà nước ta đang kiểm soát dịch bệnh rất tốt, nhưng do tình hình dịch Covid đang có diễn biến phức tạp và ca nhiễm ở các quốc gia lân cận đang tăng cao, cùng nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép. Nhận thấy tình hình trên, để đảm bảo an toàn cho sức khỏe và phòng chống dịch của cộng đồng, nên vợ chồng Quỳnh Vi quyết định dời lịch cưới tại Sài Gòn. Dù rất tiếc và buồn vì hai vợ chồng đã và đang chuẩn bị rất nhiều cho sự kiện quan trọng lần này, nhưng vẫn phải đưa ra quyết định để đảm bảo an toàn cho mọi người và để mọi người sớm sắp xếp được lịch cá nhân. Dòng chia sẻ của giọng ca vợ người ta nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ bạn bè, đồng nghiệp và cả những người hâm mộ. Nhiều đồng nghiệp đã lên tiếng ủng hộ nam ca sĩ về hành động đúng đắn, cũng như ý thức chấp hành tốt về việc phòng tránh dịch trong thời điểm khó khăn này. Trước đó, Phan Mạnh Quỳnh và vợ của anh đã có lễ cưới ấm cúng tại quê nhà Nghệ An và Nha Trang, Khánh Hòa cùng bạn bè và người thân. Samuel An là nam diễn viên đảm nhận vai Khánh trong bộ phim Thiên Thần Hồ Mệnh của Victor Vũ. Vai diễn này đã đánh dấu cho màn debut của anh chàng với điện ảnh cũng như là thể hiện khả năng diễn xuất bằng ánh mắt của mình. Xuất hiện trong dự án điện ảnh được mong chờ nhất tháng 4, Samuel An đã có những chia sẻ sâu hơn về vai diễn Khánh trong phim. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi. Xin chào mọi người, mình là Samuel An. Cảm giác của An sau hai buổi premiere rất hồi hộp, rất là lâng lâng, cảm giác còn bỡ ngỡ vì mọi thứ nó diễn ra rất là lẹ và mình chưa có thời gian để mình cảm nhận, mình ngồi lại để mình suy nghĩ lại những ngày đã qua và ngẫm nghĩ lại vai diễn của mình. Điều mà An biết chắc là ngay thời điểm quay dự án này, An đã làm hết sức của mình. An đã toàn tâm, toàn ý thể hiện vai Khánh. Tuy nhiên, An không nghĩ là vai này An làm quá tốt hoặc là nó hoàn hảo. Và theo An thì sau mỗi dự án thì mình đã tốt hơn. Và thời điểm bây giờ khi mà An coi lại vai diễn thì anh nghĩ là tại sao đoạn đó mình không làm như vậy, tại sao đoạn đó mình không diễn thế kia. Thì cái đó làm đối với anh thì là một cái sự mà một diễn viên cần để hoàn thiện bản thân. Hiện tại Samuel An vẫn dành thời gian tại sân khấu kịch Minh Nhí để trau dồi, rèn luyện và tham gia các khóa đào tạo diễn xuất. Anh chàng tin rằng bản thân khi được chuẩn bị kỹ càng, anh sẽ đủ sức thuyết phục các đạo diễn trao cho mình những vai diễn cuốn hút hơn. Ngoài ra, Samuel An cũng khẳng định trong thời gian tới anh sẽ tiếp tục xuất hiện với vai trò diễn viên. Anh bật mí dự án điện ảnh tiếp theo sẽ đến từ một đạo diễn trăm tỷ. Hiện tại Samuel An vẫn dành thời gian tại sân khấu kịch Minh Nhí để trau dồi, rèn luyện và tham gia các khóa đào tạo diễn xuất. Anh chàng tin rằng bản thân khi được chuẩn bị kỹ càng, anh sẽ đủ sức thuyết phục các đạo diễn trao cho mình những vai diễn cuốn hút hơn. Ngoài ra, Samuel An cũng khẳng định trong thời gian tới anh sẽ tiếp tục xuất hiện với vai trò diễn viên. Anh bật mí dự án điện ảnh tiếp theo sẽ đến từ một đạo diễn trăm tỷ.
Đỗ Mạnh Cường là người có con nuôi nhiều nhất nhì VBiz. Hiện tại thì nhà thiết kế đã nhận chăm sóc và dạy dỗ 8 nhóc tỳ bị người thân bỏ rơi. Đặc biệt là trường hợp bé Sóc, người con nuôi thứ 8 được quan tâm hơn cả. Sau gần 2 tháng sinh sống cùng Đỗ Mạnh Cường, bé Sóc vô cùng quấn bố nuôi. Bất ngờ chiều hôm qua, anh viết một bức tâm thư bức xúc vì bị một người phụ nữ bình luận kém duyên, cho rằng anh nhận nuôi con chỉ để đào tạo làm người mẫu. Người phụ nữ này đã bình luận về bé Sóc như sau: con nít quen nhanh thiệt, mấy tháng trước bé đến khóc vì nhớ mẹ, giờ chỉ biết Đỗ Mạnh Cường là bố, nghĩ vẫn thấy tội ở bên người không ruột thịt mà cứ ngỡ là ba ruột của mình. Không chỉ có vậy, netizen này còn cho rằng nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường đơn thuần cưu mang các con để đào tạo người mẫu, khiến không ít người vô cùng bức xúc. Trước việc bị người lạ nghi ngờ tình cảm dành cho các con nuôi, Đỗ Mạnh Cường lên tiếng: chị có biết những đứa trẻ bị bỏ rơi là do ai không chị? Là chính những người ruột thịt của các con đấy chị. Hay là chị cũng không thể hiểu được điều đơn giản ấy, mà chị không muốn Sóc quên đi chuyện đau buồn, muốn con suốt ngày khóc lóc khổ sở mới làm hài lòng chị hả? Con vui vẻ bên tôi thì chị nói tội nghiệp con, vậy là sao hả trời? Đồng thời, Đỗ Mạnh Cường cho biết anh dành tình thương cho 8 nhóc tỳ còn hơn cả những người ruột thịt. Tôi không có máu mủ ruột thịt với các con, nhưng tôi thương các con hơn chính những người ruột thịt của các con đấy chị. Chị tưởng một đứa trẻ mang về nuôi trả tiền cho nó nằm thì nó yêu chị hả? Dưới bài đăng của mình, Đỗ Mạnh Cường đã nhận được sự đồng cảm của nhiều người hâm mộ. Trên trang cá nhân của mình, Karik gây chú ý khi vừa đăng ảnh bàn tay của anh khẽ nắm hờ tay một cô gái khác. Kèm theo đó là dòng trạng thái đầy bí ẩn. Ngay lập tức thì nhiều người đã thi nhau đoán già đoán non về việc đây là bàn tay của ai và liệu có phải là Karik đang hé lộ bạn gái mới hay không. Một cô gái xinh đẹp của làng giải trí Việt cũng nhanh chóng được cư dân mạng ưu ái réo gọi. Người đó là ai? Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi nha. Hàng loạt cư dân mạng đã phát hiện bàn tay của cô gái trong ảnh của Karik có hình xăm giống tay của Miu Lê. Chính vì vậy, cư dân mạng liền đẩy thuyền cho Karik và Miu Lê. Bởi nhiều người cho rằng Karik đã từng crush Miu Lê khi cả hai có nhiều thời gian làm việc chung với nhau. Quay trở lại với tấm ảnh của Karik, anh chàng còn viết dòng trạng thái là những từ viết tắt. Khi nhân tình lại mở hội nhìn chữ cái đoán từ MABCT, một số suy đoán của netizen: vì Miu anh biết chữ thương, vì Miu anh bất chấp tất. Đáng chú ý, BB Trần cũng vào trêu đùa Karik và vô tình để lại bình luận hết sức hài hước, nhưng lại hé lộ luôn nữ chính: vì Miu anh buộc chê tạ. Hiện tại bài đăng của nam rapper đã nhận về lượng tương tác lớn và loạt bình luận liên quan đến ca sĩ xinh đẹp Miu Lê. Nhiều fan cũng dự đoán cả hai sẽ cùng hợp tác trong một sản phẩm nhạc nào đó, hoặc là một sản phẩm đặc biệt bên nhau trọn đời. Vừa qua, Hoa hậu Khánh Vân đã lên đường sang Mỹ để dự thi Miss Universe, song gây nhiều tranh luận về trang phục cô mặc tại sân bay. Nhiều người còn nhận xét và trêu chọc rằng cô trông như đi diễn gánh xiếc. Tuy nhiên thì Hồng Nhi tin chắc rằng sau khi biết được ý tưởng đằng sau bộ trang phục rối mắt này, nhiều người sẽ không khỏi xúc động. Khánh Vân diện jumpsuit của nhà thiết kế Thượng Gia Kỳ có họa tiết nhiều trái tim với màu sắc rực rỡ và khá lạ. Được biết ban đầu bộ jumpsuit này chỉ có màu trắng trơn, tuy nhiên ban tổ chức Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam cùng stylist Trần Đạt đã quyết định mời các khách mời họp báo tiễn Khánh Vân hôm 27 tháng 4. Vẽ trái tim lên thiết kế này, mỗi trái tim là một lời chúc và tình cảm dành cho cô với thông điệp: Khánh Vân không đi thi một mình, mọi người luôn bên cạnh đồng hành, dõi theo và ủng hộ. Khi biết ý tưởng đặc biệt này, Khánh Vân vô cùng xúc động, cô trân trọng tất cả tình cảm và có thêm động lực, tự tin cho những ngày tiếp theo thi đấu hết mình. Kết thúc hành trình chuyến bay kéo dài, Hoa hậu Khánh Vân của chúng ta đã có mặt tại Florida đúng như kế hoạch dự kiến và bắt đầu hành trình chinh phục vương miện Hoa hậu Hoàng vũ. Hiện tại, sức khỏe và tinh thần của Khánh Vân rất tốt, sẵn sàng nhập cuộc ngay lập tức. Ngay khi vừa đặt chân sang nước Mỹ, Khánh Vân ngay lập tức thay bộ trang phục thứ tư khiến fan không khỏi ngưỡng mộ. Thiết kế đầm cocktail ôm sát cơ thể màu trắng tinh khôi, vừa thanh lịch nhẹ nhàng nhưng lại rất tinh tế ở họa tiết quốc kỳ Việt Nam và Hoa Kỳ. Chia sẻ về lý do chọn outfit đặc biệt này, Khánh Vân cho biết: tôi chọn trang phục này với lá cờ Việt Nam in phía trước và lá cờ của Mỹ trên vai cho ngày hôm nay. Điều này thể hiện tình hữu nghị giữa Hoa Kỳ và Việt Nam luôn trong trái tim tôi. Hành động này cho thấy Khánh Vân rất khôn khéo trong việc thắt chặt mối quan hệ các nước bạn lại với nhau. Lần đầu tiên có một cô gái Việt đi ra đấu trường nhan sắc quốc tế dám dũng cảm, thể hiện những vẻ đẹp mang sứ mệnh cao cả. Hy vọng trên hành trình này, Khánh Vân luôn giữ được nguồn năng lượng tích cực, tinh thần lạc quan để xây dựng hình ảnh người con gái Việt Nam với nhiều nét đẹp trong mắt bạn bè quốc tế.
Tiếp tục chương trình là những tin tức về các ngôi sao trên thế giới. Quý khán giả thân mến, sau dịp lễ quốc tế lao động, Giả Tình Văn bất ngờ đăng tải loạt ảnh gia đình đi du lịch trên trang cá nhân. Trước đó thì vợ chồng nữ diễn viên vướng tin trục trặc tình cảm, khiến cho công chúng vô cùng lo lắng. Nữ diễn viên và chồng trẻ đưa ba cô con gái đến tham quan danh lam thắng cảnh ở vùng ngoại ô. Trong ảnh, ông xã Tu Kiệt Khải luôn thể hiện sự quan tâm, lo lắng cho bà xã và các con. Động thái này phá vỡ tin đồn vợ chồng cô rạn nứt. Dưới bài đăng của nữ diễn viên, nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ. Nụ cười của Giả Tịnh Văn nói rằng cô ấy đang rất hạnh phúc, gia đình họ vẫn rất vui vẻ, thật may mắn. Tin đồn hôn nhân Giả Tịnh Văn rạn nứt được đăng tải sau khi Tu Kiệt Khải thừa nhận áp lực trong cuộc sống vợ chồng. Tại show Nhà Bếp Không Chuyên Nghiệp, Tu Kiệt Khải nói làm chồng còn áp lực hơn là việc phải chăm sóc các con. Được biết, Giả Tịnh Văn và Tu Kiệt Khải dọn về sống chung vào cuối năm 2014. Cặp sao đăng ký kết hôn từ năm 2015 và đã có hai con gái. Đến cuối năm 2018, Giả Tịnh Văn và chồng trẻ mới tổ chức hôn lễ. Cố Lực Na Trác là mỹ nhân Tân Cương quyến rũ được yêu thích tại CBS. Người đẹp sinh năm 1992, sở hữu gương mặt đẹp, là da trắng cùng thân hình chuẩn, chiều cao 1m72 nên có thể cân được nhiều phong cách thời trang khác nhau. Không chỉ vậy thì mỹ nhân Tân Cương cũng là một trong những ngôi sao có thu nhập cao ngất ngưỡng trong làng giải trí Hoa ngữ. Bởi vậy không có gì lạ lẫm khi cô có một kho hàng hiệu với cả trăm túi của Gucci, Chanel hay là Fendi. Na Trác là một trong những nghệ sĩ được đánh giá cao gu thời trang, luôn vào top sao mặt đẹp mỗi lần dự sự kiện. Cô thường kết hợp túi xách đồng điệu màu sắc với trang phục. Trong tấm hình này, nữ diễn viên mang túi hiệu BVL Gary màu cam trắng, nhấn vào những đường viền đen và nắp kim loại đầu rắn đặc trưng. Người đẹp nhiều lần dạo phố, cà phê cùng với bạn bè với túi đeo chéo BVL Gary phiên bản hồng và đỏ. Trên Weibo lẫn Instagram cá nhân, cô còn khoe các thiết kế tương tự gam đen và camel. Một lần, Na Trác dự sự kiện với Clutch, kiểu dáng độc đáo của Chanel, và dạo chơi với dòng Gabriel Hobo màu trắng cùng thương hiệu. Được biết, cô nàng có khoảng 15 chiếc túi của Chanel. Ở đời thường, nàng diễn viên sành điệu với loạt túi đeo chéo của hãng Miu Miu, Celine và Moschino. Có thể thấy, bộ sưu tập phụ kiện của cô đa dạng về cả kiểu dáng lẫn màu sắc. Paparazzi đã bắt gặp tại sân bay Thượng Hải, cô đeo túi xách đính đình tán của Moschino, diện quần short, áo thun cùng thương hiệu. Thiết kế có kiểu dáng rất lạ mắt, có thể cầm tay hoặc đeo chéo. Ngoài ra, mỹ nhân Tân Cương còn biết tạo điểm nhấn cho set đồ dạo phố ngày hè với túi hai màu của Prada. Theo Sina, nhờ nhan sắc và vóc dáng, cô là con cưng của các nhà mốt, thường phủ hàng hiệu cả trong phim lẫn ngoài đời. Được biết, Cổ Lực Na Trác có hàng chục chiếc túi của Loewe. Cô chuộng các mẫu lấy cảm hứng từ thiên nhiên và tạo hình động vật. Na Trác cũng rất yêu thích hãng Tory Burch. Cô kết hợp loạt túi của hãng này với váy áo kiểu dáng ngọt ngào, thanh lịch. Nhiều khán giả nức nở khen ngợi Na Trác có gu thẩm mỹ và thường tìm mua kiểu túi giống cô. Với hãng thời trang lừng danh Gucci, cô nàng cũng thường xuyên sử dụng các sản phẩm của họ. Ví dụ như bộ đôi thiết kế thuộc bộ sưu tập I Apple You, I Love You dành riêng cho ngày lễ tình nhân Phương Đông 7 tháng 7 âm lịch, còn gọi là thất tịch. Nữ diễn viên cũng chuộng túi Gucci dòng Jackie 1961 phiên bản 2020 đậm phong cách du mục. Na Trác có gần 20 chiếc túi của nhà mốt Alexander McQueen, đủ màu sắc và kiểu dáng, từ tối giản đến phức tạp. Fendi là một trong những thương hiệu yêu thích của Na Trác. Cô nhiều lần dự sự kiện đến sân bay với các thiết kế của hãng. Người đẹp đánh giá cao tính tiện dụng, sự phá cách về kiểu dáng, đính kết cầu kỳ của hãng thời trang Italy. Hơn 20 chiếc túi của Fendi đã được cô phối hợp ăn ý với váy áo nữ tính, trang phục năng động ngày hè hay phong cách thu đông. Nhà thiết kế Victoria mới chia sẻ khoảnh khắc David Beckham rạng rỡ đón sinh nhật tuổi 46 bên gia đình, nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Cựu cầu thủ nổi tiếng thế giới khiến không ít người hâm mộ băn khoăn vì nhan sắc hiện tại của mình. Trên trang Instagram, Victoria chia sẻ loạt hình ảnh ghi lại khoảnh khắc David Beckham đón sinh nhật ấm áp bên gia đình. Trong ảnh, David Beckham tươi cười rạng rỡ khi ngồi bên cạnh những chùm bóng bay được kết hình ngộ nghĩnh. Tuy nhiên, không ít người hâm mộ cảm thấy bất ngờ khi nhìn thấy gương mặt của David. Họ nghi ngờ anh đụng dao kéo nên diện mạo mới khác lạ như vậy. Nhiều netizen bày tỏ, có chuyện gì với mặt của David Beckham thế? Anh ta lại căng da mặt hay sao mà trông cứng đơ như tượng sáp? Chắc dùng phần mềm chỉnh mặt nên trông giống hàng giả. Không nhận ra nổi đây là David Beckham. Sau khi bức ảnh được đăng tải, nhiều người đã dành lượt like và bình luận. David Beckham hiện đang có cuộc sống gia đình hạnh phúc bên bà xã Victoria và các con. Trong một cuộc phỏng vấn, cựu danh thủ người Anh từng thổ lộ, mọi người có thể bàn tán những gì họ thích, nhưng tôi và Victoria sẽ luôn sát cánh bên nhau. Thông tin vừa
vừa rồi cũng đã khép lại chuyện showbiz ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Chuyện showbiz của Sài Gòn TV Entertainment sẽ quay lại vào thứ năm tuần này trong khung giờ quen thuộc là 19:30. Còn bây giờ, Hồng Nhi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.